SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi bình phục chấn thương, Đỗ Hùng Dũng vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam cách đây ít ngày. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay, việc xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Bởi vậy, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội chưa thể đồng hành cùng 29 cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam sang Singapore trong ngày hôm nay. Hiện tại, VFF đang sử dụng những quan hệ ngoại giao để xúc tiến hoàn thành thủ tục sớm hơn cho cầu thủ 28 tuổi. Bởi vậy, tạm thời, Hùng Dũng sẽ trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Nội cho đến khi có giấy phép sang Singapore hội quần cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong sáng nay, để có mặt tại sân bay đúng giờ, đội tuyển Việt Nam đã phải hủy bỏ buổi tập tại thành phố Hồ Chí Minh như dự kiến ban đầu. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.